Ok, giờ mời quý vị xem cho cá tra bằng ơi, cá tra bằng nuôi trong cái hồ bạc. Cá tra bằng này cũng khoảng 5 tháng tuổi rồi. Ô, nó nhảy cũng dữ quá chứ. Cá tra bằng thì đặc điểm ăn là nhẹ nhàng hơn con cá vồ cờ hay là cá tra khác. Đó. Đây là còn gọi là cá dứa quý vị. Cá dứa và cá tra bằng thì thật ra là nó là một thôi. Cá tra bằng này 5 tháng tuổi. Giống này thì cũng mắc đó quý vị, một con 7.000 hoặc 8.000 tùy theo cái size lớn hoặc nhỏ. Lúc anh em mua con này nuôi thì nó dài khoảng chừng 1 tấc 2 à. Bây giờ nó được khoảng 2 tấc rồi. 4 tháng. Chung cá này nó chậm lớn hơn cá tra bình thường nha quý vị, bởi vì nhưng mà thịt nó thì rất là ngon, cá dứa mà. Đó. Cưng chưa? Đó. Bây giờ có những con dài khoảng 2 tấc rưỡi 3 tấc thì có lẽ là có một vài con thôi, cá biệt thôi. Và phần lớn vẫn là khoảng 2 tấc tới 2 tấc rưỡi. Thì giai đoạn đầu này anh em sẽ cho nó ăn thức ăn công nghiệp nữa quý vị. Một thời gian sau khi nó lớn chút chúng ta sẽ cho nó ăn các cái loại khác. Cho nó ăn toàn là trái bần với trái ổi không à. Lúc đó thì quý vị coi là quý vị xuống con mắt luôn. Bần ổi chín mình sẽ bỏ xuống nó ăn thôi. Con này đặc biệt nó khoái là ba cái trái cây. Con này ăn ăn chay là chủ yếu. Đó. Không, để cận cảnh cho chú quý vị xem nghe. Con này cái màu nó đẹp lắm, nó dài, thân nó dài, cái màu nó trắng trắng. Đó, cái màu đó. Như thế không? Nó không không có màu đen như là con cá tra bình thường. Mình thấy nó có cái màu vàng vàng. Ồ, có con bự quá. Nói chung là tỷ lệ đạt rất là cao quý vị. Mua về là quý vị nuôi rất là dễ. Nó có thể chịu được độ mặn đến 15-20 phần ngàn. Nước ngọt cũng được luôn. Nên quý vị có những cái ao nào ở nhà mình trống đó thì mình nên mua cá này về nuôi. Tất nhiên là mình phải làm cái hệ thống nha. Có oxy rồi phải xử lý cặn đáy. Chứ quý vị nuôi mật độ cao mà không làm cái đó thì không bao lâu nó hư nước là không ổn nha. Cái đó thì quý vị muốn có một cái hướng dẫn về kỹ thuật thì quý vị cứ comment dưới, tôi sẽ nói ngắn cho quý vị một số cái kinh nghiệm anh em làm thời gian qua. Nó cũng không phải là tài liệu của kỹ sư gì đâu, mà anh em làm thực tế rồi anh em sẽ truyền đạt lại, chia sẻ với nhau để mà chúng ta có những cái kinh nghiệm thực tế áp dụng vào nuôi cá càng nhiều càng tốt. Chúng ta chắt lọc ra những cái nào tốt nhất chúng ta sẽ xài. Ồ, có những con dài khoảng 3 tấc rồi ông ơi. Nó cũng lớn quá đi. Có luôn hả? Tôi thấy có những con 3 tấc rồi. Chung là cá này có thể lớn hơn cá tôi khoảng chừng 20%. Mà tôi đuổi theo vậy được cũng được rồi, làm tôi nhớ xíu. Ồ, đã quá. Cưng à. Cá đẹp. Ok, video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị ở 1 tháng nữa đi. Tôi sẽ vô tôi quay tiếp để cho quý vị xem. Cái đó là những con cá biệt thôi. Nhìn cá mình phải nhìn mấy cái con là bầy đàn số đông. Ok, kênh Ao 21 xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở một clip khác cũng về các cái loài cá rất là độc đáo này.